Nếu nói về một vùng đất với khung cảnh kỳ lạ trên thế giới, không thể không nhắc tới Wadi Rum. Nằm cách Amman, thủ đô Jordan khoảng 300 km, cách di tích kỳ vĩ Petra khoảng 100 km về hướng nam, vùng sa mạc Wadi Rum được ví là một viên trân bảo của cả vùng Trung Đông rộng lớn. Nơi này sở hữu sắc đỏ kỳ dị, cùng sự kiến tạo hiểm trở, bí ẩn và dị thường, đưa du khách trở về một nơi tưởng chừng như không có thật trên trái đất. Sa mạc khô cằn, nhưng có các ngọn núi sa thạch bao phủ xung quanh, tạo thành một thung lũng với những nét đẹp huyền ảo. Qua hàng triệu năm, tác động của mưa gió và cát bụi, những ngọn núi sa thạch ở đây đã được bào mòn, tạo thành các hình thù vô cùng độc đáo và kỳ bí. Jordan, một quốc gia nằm trên bán đảo Ả Rập, có diện tích 90.000 km2, phía bắc giáp Syria, phía đông giáp Iraq, phía Tây và Tây Nam giáp Israel và lãnh thổ của người Palestine, phía Đông giáp với Arab Saudi. Phía Nam có đường bờ biển hơn 30 km thuộc vịnh Aqaba, từ đây có thể đi qua Ai Cập khá dễ dàng. Jordan là một quốc gia ở Tây Á với khí hậu khô cằn và khắc nghiệt, chủ yếu là đất liền, hầu như không có biển. Hơn 80% lãnh thổ Jordan bao phủ bởi sa mạc. Jordan có điểm du lịch nổi tiếng thành phố cổ trong lòng đá Petra. Thế nhưng, Jordan còn có một điểm du lịch khác cũng hấp dẫn không kém, đó là sa mạc Wadi Rum, một thung lũng nổi tiếng có sự xuất hiện của những tảng sa thạch huyền ảo, đá granite và ở đâu đó là những thảm cỏ xanh đầy mê hoặc. Wadi Rum là sa mạc lớn nhất ở miền nam Jordan với diện tích hơn 700 km2, nằm cách thủ đô Amman khoảng 300 km. Wadi Rum trong tiếng Ả Rập có nghĩa là thung lũng cát. Theo các nhà khảo cổ, tầng địa chất của Wadi Rum đã có từ hàng chục triệu năm trước. Do sự thay đổi của các tầng lớp địa chất của trái đất, dưới tác động của mưa gió, cát bụi đã tạo thành những ngọn núi sa thạch đầy hình thù kỳ lạ giữa thung lũng cát đẹp huyền ảo. Từ thời kỳ đồ đá cho tới hiện tại, đã có rất nhiều nền văn minh tồn tại ở Wadi Rum, như Nabatean, Hồi giáo. Trên các vách đá trong hang động vẫn còn tồn tại nét khắc, ghi lại cảnh tượng săn bắn, cuộc sống hàng ngày của dân du mục từng sinh sống ở đây từ hàng ngàn năm trước. Hiện nay, Wadi Rum là lãnh địa của bộ tộc Bedouin, nơi có những chiến binh kiêu hùng trong cuộc nổi dậy của người Ả Rập vào đầu thế kỷ thứ 20. Những người du mục Bedouin sống ở sa mạc Wadi Rum đã sử dụng các chòm sao để định hướng. Họ phụ thuộc vào các ngôi sao phương Bắc và các chòm sao khác để biết đường đi qua những sa mạc rộng lớn. Không có các tòa nhà, không có những con đường lát đá. Ở Wadi Rum, phương tiện di chuyển chính là những chiếc xe địa hình hoặc lạc đà. Với khí hậu khô cằn, lượng mưa trung bình ở Jordan rất thấp, khoảng 50ml một năm. Chỉ trừ một vùng nhỏ ở phía Bắc thì có lượng mưa cao hơn, có thể đạt được từ 300 đến 400ml một năm. Đó là nơi trù phú nhất của Jordan, thích hợp để làm nông nghiệp. Còn lại 80% đất đai của Jordan là sa mạc khô cằn. Những cơn mưa ở sa mạc rất ít. Khi một cơn mưa đến, cả thiên nhiên và con người đều hân hoan chào đón. Cây cỏ và con người đều cần nước. Trên chiếc xe đặc chủng để tham quan sa mạc, lướt qua những địa hình khác nhau, ngang tầm là những dãy núi sa thạch nhiều sắc màu và hình dáng vô cùng lạ lẫm. Sự hùng vĩ của núi đồi nơi đây toát lên một vẻ đẹp khắc khổ nhưng không kém phần oai phong, kiêu hãnh. Dưới lớp đất cát khô cằn, sự sống cũng không kém phần mạnh mẽ. Những loài cây, loài cỏ dại, những dây leo mọc rải rác trên sa mạc tuy thưa thớt nhưng cũng đủ để khẳng định sự sống của sa mạc nơi đây không đơn điệu mà trái lại vô cùng phong phú. Wadi Rum đẹp khác lạ, không giống với bất kỳ sa mạc nào. Những ngọn núi nâu đỏ thẳng đứng, sừng sững đứng đó hàng ngàn năm, tráng lệ và kỳ vĩ. Điều đặc biệt là những dải sa thạch muôn hình vạn trạng sẽ thay đổi màu sắc theo ánh nắng của mặt trời. Chính vì vậy, mỗi thời điểm trong ngày, chúng lại khoác lên những màu áo rực rỡ khác nhau. Wadi Rum là sự hòa quyện hoàn hảo giữa các vẻ đẹp đối lập, hoang dã nhưng lãng mạn, dữ dội nhưng mềm mại.
Nếu bạn là một fan trung thành của những bộ phim Hollywood, thì bạn hoàn toàn có thể nhận ra được sa mạc Wadi Rum đã trở thành khung cảnh của những bộ phim vô cùng ăn khách của Hollywood. Thung lũng đá vôi của Wadi Rum là một trong những trường quay phim di động của các đoàn làm phim nổi tiếng. Nhiều người sẽ nghĩ rằng trồng lương thực trên sa mạc là điều không thể. Thế nhưng, ngay trên sa mạc nổi tiếng khô cằn Wadi Rum có một nông trại hữu cơ mang lại việc làm và thu nhập cho người dân nơi đây. Trang trại Rum là trang trại hỗn hợp lớn nhất Jordan với diện tích 2.000 hecta, được xây dựng năm 1986 ngay trên sa mạc. Ở ngay dưới trung tâm sa mạc Wadi Rum có một tầng nước ngầm lớn. Đây là nguồn nước do chính trang trại Rum khi canh tác. Nước được dẫn lên từ tầng chứa nước ngầm sâu khoảng 30 đến 400 mét và tưới trên 78 hecta ruộng tròn bằng cách sử dụng một đường ống bằng nhựa đặc biệt nối với vòi nước. Trang trại Rum chuyên trồng các loại rau củ như cà tím, bắp cải, bí, khoai tây, cà chua, ngũ cốc và thức ăn gia súc. Có nghiên cứu cho rằng kỹ thuật thủy lợi đặc biệt và phương thức sản xuất nông nghiệp trong nông trại đã được người Ai Cập cổ đại sử dụng. Vào mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5 và mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm lý tưởng để tới Wadi Rum. Khí hậu mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C, không mưa, nhiệt độ ban đêm ở sa mạc cũng không bị quá lạnh. Vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, thời tiết rất nóng, nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C nên gần như không có ai tới Wadi Rum vào mùa này. Mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2, thời tiết rất lạnh đặc biệt vào ban đêm, có tuyết và thỉnh thoảng có mưa. Nếu bạn đến Wadi Rum vào mùa đông thì cần phải chuẩn bị quần áo rét thật kỹ càng. Wadi Rum cách Amman khoảng 320 km, cách Bitra 100 km và cách Aqaba 60 km. Nếu bạn đi nhóm đông, bạn có thể thuê xe có lái xe nói được tiếng Anh hoặc mua tour từ Amman, Bitra, Dana tới Wadi Rum. Sa mạc Wadi Rum nằm ở phía nam của Jordan với nhiều cảnh quan hùng vĩ và huyền ảo giống trên bề mặt của sao hỏa. Một khu cắm trại mới mở ở sa mạc này cho phép du khách được trải nghiệm cảm giác lưu trú tại một nơi hoàn toàn xa lạ như trên sao hỏa với những căn lều được thiết kế gần giống như là cabin của những chiếc tàu vũ trụ. Nơi đây sẽ đem lại cho bạn cảm giác vô cùng thích thú. Khi đặt chân tới đây, bạn cũng đừng quên ghé thăm Sibel Khazali, ngọn núi ấn tượng được chống phá với khu vực hẻm núi tuyệt đẹp, với rất nhiều dấu tích, hồ tự nhiên dưới đáy của hẻm núi với hàng sung dại sẽ tạo nên một bức tranh của một sao hỏa đích thực. Sa mạc Wadi Rum còn có những cây cầu đá tự nhiên, trong đó có cây cầu Buddha cao 35 mét. Cây cầu đá được xem là một trong những vòng tự nhiên cao nhất trên thế giới. Bạn hoàn toàn có thể trèo lên đỉnh cầu này và chụp cho mình những bức ảnh siêu tuyệt diệu, ngỡ như lạc vào một thế giới khác. Để khám phá Wadi Rum và trải nghiệm cuộc sống ở sa mạc, các bạn nên dành thời gian ít nhất là 2 ngày. Bạn sẽ được ngủ lều ở giữa sa mạc. Những lều này có đầy đủ tiện nghi như giường, chăn nệm, điện, ổ cắm sạc. Tận hưởng cảm giác nóng, tham quan những cảnh vật đặc sắc trên chiếc xe chuyên dụng, đi bộ trên sa mạc và leo lên những vòng đá cao chót vót cũng như được cưỡi lạc đà. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!